Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Mobile Việt. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách đăng ký bản test Liên Quân Mobile Đài Loan, bản miễn phí chơi tất cả các tướng. Để làm theo các bước sau thì anh em vào trình duyệt, gõ exp.moba.tw. Rồi anh em lên dịch sang tiếng Việt để biết. Thì có hai ô màu bên trái là ô màu xanh lục, xanh nước biển, còn ô mà bên phải là ô màu xanh lá cây. Thì bên màu bên phải là để down cái file APK và chỉ dành riêng cho Android, còn bên trái là để cái bảng anh em đăng ký, anh em kích ở bên trái. Đây, đăng ký hạn chế mở Android, nghĩa là chỉ dành riêng cho Android. iOS là không thể chơi được cái bản này. Thì nó có hai bước. Bước 1 là điều kiện, bước 2 là điền các thông tin đăng ký. Điều kiện: nhân vật phải trên level 6. Nhân vật level 6 ở đây chính là nhân vật trong bản Đài Loan phiên bản chính thức đăng ký ở moba.tw đấy, không phải là cái bản Liên Quân Mobile Việt Nam đâu. Anh em chú ý một điều như thế, đừng có mà nhầm lẫn. Điều kiện thứ hai là anh em chơi bản chính thức Liên Quân Mobile Đài Loan phải trên 7 ngày. Và điều kiện thứ ba có một số thay đổi, đó là trong 7 ngày trước thì anh em mà chơi ít nhất trong 3 ngày. Đó, trong 7 ngày thì phải chơi 3 ngày. Nhà 4 ngày có thể không chơi, nhưng mà trong 7 ngày gần đây nhất phải chơi 3 ngày. Đăng nhập vào game, đăng nhập vào game nhá, có thể không chơi. Rồi, sau khi anh em cảm nhận là mình có đủ cái 3 điều kiện này thì anh em sẽ ấn vào nút đăng nhập. Cái nút này là nút màu đỏ ở trên đấy, chứ là đó, kích vào đấy thì nó ra phần đăng nhập. Thì anh em có thể hai chọn chế độ. Ở dưới đây là đăng nhập bằng tài khoản Garena, đây là tài khoản, đây là mật khẩu. Còn cái nút F này đó là đăng nhập bằng Facebook, thì mình thử đăng nhập vào Facebook trước nhá. Garena và Facebook đều giống nhau, đều là bước đăng nhập thôi. Thì Garena thì điền luôn tài khoản vào đây, còn Facebook thì anh em ấn vào chữ Facebook. Thì hôm qua mình đã lưu một số ác của một số anh em để đăng ký hộ. Đây, hôm nay của bạn Tiến Lên. Rồi, bây giờ là bước đăng nhập thành công rồi. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản Facebook thành công thì đây là bạn Hy Tuấn Hoàng. Rồi, nếu anh em cảm nhận thấy mình đủ điều kiện thứ nhất thì anh em sẽ chuyển sang điều kiện thứ hai. Đấy, anh em dịch sang tiếng Việt nhỉ. Đây rồi, dịch sang tiếng Việt. Kéo xuống, kéo lên là nó dịch sang tiếng Việt cho anh em. Hy Tuấn Hoàng xin chào, đăng nhập tài khoản rồi. Thì sang bước thứ hai, cái ô đầu tiên là chọn máy chủ. Thì anh em chọn Paladin của vua. Rồi nó sẽ điền vai trò của bạn. Vai trò của bạn đây là tên nhân vật trong game. Số điện thoại và email là những bước tiếp theo anh em cần phải điền vào. Email của bạn này là, và số điện thoại của bạn này là 01 0120 77 46.
042 rồi email tiến lên 700. @gmail. Đây mình lưu lại rồi. Tiến lên 700 và còn gmail. Sau khi điền thông tin như phía trên, số điện thoại, email, anh em ấn vào nút xanh nha. Rồi. Chắc chắn bạn muốn gửi nó không? Ấn vào xác định. Định dạng điện thoại không phù hợp. Rồi. Thì nó yêu cầu điện thoại 10 số. Thì anh em sẽ điền vào một số điện thoại 10 số vào. Anh em thì có thể điền một số linh tinh là 0978 9987 9906112. Thừa một số rồi. Rồi như vậy là anh em đã đăng ký thành công. Anh em có thể điền số điện thoại 10 chữ số thôi. Điện thoại 11 chữ số nó không chấp nhận nha. Nhớ điều đó. Nó hiện bảng như này là anh em đã đăng ký thành công rồi. Và anh em sẽ chờ trong vòng 7 ngày để đăng nhập vào game. Đây anh em có thể kích lại. Thì là kích lại cái ô đăng ký. Như là Tuấn nó thông báo như này là Tuấn Hoàng nó đăng ký rồi đó. Thì là anh em đăng ký rồi. Đó, anh em đăng ký rồi. Thì sau khi đăng ký thì anh em sẽ tải cái file APK về. Thì Facebook và Gala thì làm giống hệt nhau như thôi. Anh em tải file APK về. Đó, kích ở bên phải ô màu xanh đấy. Nó sẽ tải file về, tự động tải file về. Và anh em cài đặt như bản Liên Quân Mobile Đài Loan bản chính thức. Mình đã hướng dẫn rồi. Và video của mình cũng đến đây là hết rồi. Xin chào tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.